yêu nghiệt đừng hòng lộng hành, có Dương Tiễn ta đây. Hả? Sư phụ, Cảm Đang đừng sợ, đã có ta tới giúp con. Tiểu Lan sư huynh, huynh cũng đến sao? Cảm Đang, ta tới giúp đệ. Đây là đâu vậy? Các người là ai? Cái tên yêu nghiệt này chết tới nơi rồi còn dám nói này nói nọ. Tôi là Kiều Linh Nhi của Kiều Gia Trang, không phải là yêu nghiệt gì đâu. Cậu có biết chúng tôi là ai không? Không biết. Tôi là Thái Sơn Thạch Thánh Thạch Cảm Đan, đây là Thường Lạc Thiên Thần Châu Bán Cân. Ủa? Cậu có biết cậu là ai không? Tôi đương nhiên là Kiều Linh Nhi rồi. Cậu không phải là Kiều Linh Nhi, cậu là thủ lĩnh ma giới, pháp thân hạ giới của Khuê Càng. Hả? Tôi không hiểu. Trời ơi ca, nhiều lời gián làm gì? Mau chóng dẫn hắn về thiên đình diện kiến Ngọc Đế, hoàn thành nhiệm vụ đi. Để gấp gáp cái gì chứ, để ta nói xong với cậu ta đã. Tôi nói nhiều như vậy, thật ra chỉ có một câu, cậu là hóa thân của ma quỷ. Chúng tôi phải dẫn cậu về thiên đình để cho Ngọc Đế dùng thần pháp quá giải. Tôi không phải là ma quỷ, nhìn dung mạo của hai vị mới giống ma quỷ đó. Linh Nhi, tạ ơn cứu mạng của hai vị, cáo từ. Ê, cái tên yêu nghiệp này còn cứng đầu vậy hả? Gì đấy? Khoan đã. Làm cái gì vậy? Trời ơi, ca, hắn là yêu nghiệp hải giới, tội ác tay trời. Để sợ hắn có nhiều tay sai, đã mưu túc trí. Trên đường chúng ta dẫn hắn về thì bị yêu nghiệp cướp đi á, vậy chẳng khác gì uổng phí công sức hay sao? Cho nên, chỉ bằng bây giờ đánh chết hắn đi, rồi đem cái xác về thôi, xem như cũng lập được đại công rồi. Nhị đệ, thật là hiếm khi để chịu động não suy nghĩ đó. Ca, có gì đâu, chỉ sợ công sức cả năm trời của chúng ta uổng phí hết thôi à. Ta nói phải còn sống thì nhất định phải là còn sống trở về. Ta nói câu nào, giữ lời câu đó. Để ta hiểu chưa? Nếu ca ca đã kiên quyết á, vậy thì dẫn người còn sống trở về thôi. Linh Nhi, tôi biết cậu là ai, tôi muốn cậu đi theo tôi. Cậu phải nghe lời của tôi. Được rồi, tôi hứa với ngài. Nhưng mà tôi có một tâm nguyện. Bất kể cậu có tâm nguyện gì, tôi cũng sẽ hứa với cậu. Cậu nói đi. Tôi muốn đến Liên Hoa Trại trên Phụng Đầu Sơn để xem thử. Liên Hoa Trại? Đến đó làm gì? Đi thăm một người bạn. Được, chúng tôi đi với cậu. Đi thôi.
Xem xong sơn trại chúng ta lên đường thôi. Linh Nhi, cậu còn tâm nguyện gì nữa? Tôi muốn về Kiều Gia Trang. Sao mà ác dữ vậy? Vậy mới chém đầu. Thì sao quá, con gái mà sao ác quá vậy không biết nữa. Đẹp vậy mà ác đó. Lão gia, giờ ngọ đã tới rồi. Lập tức chém đầu thủ phạm Bạch Liên Hoa. Chém đầu rồi kìa. Chém đầu rồi. Ôi trời ơi. Khoan đỡ. Linh Nhi, huynh muốn làm gì? Lão gia, khoan hãy hành hình. Tiểu nhân có lời muốn nói. Ngươi là ai vậy? Tiểu nhân Kiều Gia Trang, Kiều Linh Nhi. Hả? À, sao? Ngươi chính là Kiều Linh Nhi hả? Đúng vậy, tiểu nhân chính là Kiều Linh Nhi. Lão gia, Linh Nhi là đại ân nhân của huyện chúng ta, chúng tôi muốn nghe cậu ấy nói. Đúng rồi, nghe cậu ấy nói. Nghe đi. Chúng tôi muốn nghe cậu ấy nói. Có gì muốn nói, nói đi. Thái gia, Bạch Liên Hoa là trùm thổ phỉ, đáng lý phải chém. Nhưng cô ấy đã tỉnh ngộ, hối lỗi việc làm trước kia, đã giải tán sơn trại, trả lại những gì cướp bóc, chủ động đến quyền gia tự thú. Những điều này đều nói lên cô ấy một lòng hướng thiện, thành tâm hối cải. Theo như tiểu nhân thấy, điều này khiến mọi người hướng thiện hơn. Đúng là dạy bảo của thánh nhân, không nên phán tội chết nữa. Đúng là cái nhìn của thư sinh. Bạch Liên Hoa này là thủ lĩnh của thổ phỉ Phụng Đầu Sơn, giết người cướp bóc, tội ác tài trời. Sao có thể đối đãi bằng cách của thánh nhân? Cái gì mà hướng thiện? Ta thấy không giết là không thể dập tắt phẫn nộ cho bá tánh bình an. Đó chính là trọng trách của bổn nguyện. Ngươi không cần nhiều lời. Thái gia, theo tiểu dân thấy, ngài thay mặt cho thiên tử nên có lòng từ bi, có trái tim nhân nghĩa, tấm lòng khoan dung độ lượng, mới có thể nhận thiên ân, biểu đạt dân ý, quốc gia mới có thể thịnh vượng. Bạch Liên Hoa cải tà quy chính là công lao thái gia giáo huấn. Nếu xá tội cho thổ phỉ, dẫn họ về chính đạo, để họ cảm nhận được sự nhân từ của thái gia, thì đâu cần lo thổ quản bất trừ, chính sự bất trị. Tiểu dân to gan kính xin thái gia xem xét lại. Đúng rồi, Linh Nhi nói đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Linh Nhi quá là thổ phỉ giết người cướp của, mà những kẻ đó đều là đáng giết. Điều này ai ai cũng biết hết. Đúng rồi, cái nhà hồ đại gia tội ác tày trời, tuy không phải thổ phỉ nhưng còn hung dữ hơn thổ phỉ. Không giết họ thì giết ai chứ? Đúng vậy. Đúng rồi, giết họ thì giết ai chứ? Đáng giết mà. Đúng rồi, đáng giết. Đáng giết. Đáng giết. Đáng giết. Xem người này có lòng nhân nghĩa chưa kìa. Rất giống một người lương thiện đó. Đáng giết, đáng giết. Cà, huynh đừng để sự giả tạo của hắn lừa gạt đó. Hắn chỉ là bề ngoài trung hậu, bên trong ác độc. So với kẻ vừa nhìn là kẻ xấu á, thì hắn nhiễm ác gấp trăm lần à. Để nói cũng rất là có lý đó. Ê, cà, theo như để thấy á, chúng ta là con chó, hắn đi đi, dẫn về thiên đình, hoàn thành nhiệm vụ. Hai huynh đệ chúng ta lại có thể đi chơi được rồi. Giết đi. Nhưng ta muốn xem kết quả như thế nào. Giết đi. Kiều Linh Nhi, lời ngươi nói tuy có đạo lý, nhưng mà Bạch Liên Hoa tội ác tài trời, không giết không được. Ngươi mau lui xuống, đừng làm lỡ thời gian hành hình. Ngươi nghe rõ lời ta nói chưa? Xin thái gia pháp ngoại khai ân. Cái tên Kiều Linh Nhi này, sao ngươi không biết tốt xấu vậy? Thật là tức chết đi được mà. Người đâu, lôi hắn xuống cho ta. Dạ. 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 Linh Nhi. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Ê, trời ơi. Sao lại như vậy? Nhìn kỹ, nhìn kỹ. Có chuyện gì vậy? Kiều Linh Nhi to gan, dám cản trở bổn quyền làm việc, ẩu đả binh lính, đúng là vô pháp vô thiên. Còn không lui xuống, đừng trách bổn quyền vô tình. Thái gia giống vậy đã rất vô tình rồi. Xin thái gia đem tôi và Bạch Liên Hoa giết chung với nhau. Không, Linh Nhi, huynh làm gì vậy chứ? Kiều Linh Nhi, ngươi còn không tránh ra thì bổn quyền sẽ xử ngươi thêm tội quấy rối công đường. Cả chết tôi còn không sợ, sợ gì tội quấy rối công đường chứ? Phải rồi, đúng rồi. Tội gì? Kiều Linh Nhi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có tránh ra hay không? Nếu ngươi không muốn sống thì ta sẽ cho ngươi được tòa ai nguyện. Thái gia. Ôi trời ơi, sao giết người vậy? Bồi cầu xin huynh, huynh mau đi đi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại. Không, nếu phải chết thì chúng ta cùng chết. Được, chúng ta cùng nhau chết.
Liên Hoa, bất kể là ở dương gian hay địa phủ, Bạch Liên Hoa Mùi cũng là thê tử của huynh. Khai đao. Dạ. Ngài em muốn giết anh Nhi. Đây này, cái thứ yêu tà này là gây quả. Anh nè, trời ơi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ hả? Gì vậy, làm sao được? Lão già, chuyện đã như vậy, thuộc hạ cũng không biết phải xử lý thế nào. Hay là chúng ta hãy thả Bạch Liên Hoa ra trước đi. Trời ơi, vậy sao được? Thả Bạch Liên Hoa đi, uy nghiêm của bổn huyện còn gì? Uy nghiêm chuyện nhỏ, tính mạng mới là chuyện lớn. Nếu khiến người dân phẫn nộ sẽ rất bất lợi cho chúng ta đó thái gia. Cái tình vô lương tâm này, cái tình vô ơn bội nghĩa này. Nè, mẹ làm gì vậy? Hả mẹ? Trời ơi, con. Lúc mà cha của con chết á, là ai cho con tiền chôn cất? Mùa đông năm ngoái ở trong nhà không còn cái ăn, là ai tặng lương khô cho con? Mẹ. Hả? Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi mà. Ta đánh chết ngươi. Thì ra cũng sợ mẹ. Huyện thái gia, chúng tôi là hương thân trong huyện thành, xin thái gia pháp ngoại khai ân, miễn tội cho Kiều Linh Nhi và Bạch Liên Hoa. Huyện thái gia, thái gia, có đường xuống rồi, tôi thấy chúng ta cứ xuôi theo vậy đi. Ta thấy hay vậy đi, Kiều Linh Nhi có thể xá miễn, nhưng mà Bạch Liên Hoa là tội nhân làm hại bá tánh, tuyệt đối không tha. Các người có nói nữa cũng vô dụng. Không tha cho Bạch Liên Hoa thì giết tôi luôn đi. Thả họ ra đi, kiểu vậy. Thả họ ra đi. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Lão gia, quan phục của ngài đâu rồi? Lão gia, nhìn kìa. Lão gia, đây e là thần linh không được vui đó. Hả? Gì đây? Thánh chỉ, thần minh không vui, mau thả Bạch Liên. Trời ơi, xin thần minh ngu giận, xin thần minh ngu giận. Thả người, thả người, lập tức thả người đi, mau mau thả người. Thả người rồi. Vào đi. Linh Nhi. Liên Hoa, muội đến rồi. Ừ. Huynh tính đi tìm muội, nói cho muội nghe một chuyện đi. Huynh định đi xa sao? Đó chính là chuyện huynh muốn nói với muội. Ngồi đi. Bất kể là huynh đi đâu, muội cũng đi theo huynh. Liên Hoa, ngày mai sau khi huynh đi, có thể mãi mãi cũng không trở về nữa. Liên Hoa, nếu muội quyết định đã cải tà quy chánh thì đừng đi lại con đường cũ. Sau khi huynh đi, muội hãy tìm một người thật tốt. Huynh, sao huynh lại nói những lời này? Chính miệng huynh nói với muội là huynh yêu muội mà. Huynh yêu muội là thật lòng thật dạ. Nhưng mà nếu như huynh nói chuyện này ra, sẽ không có người nào tin đâu. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nơi mà huynh phải đến là Thiên Đình. Thiên Đình? Đúng vậy. Cách đây khoảng 108,000 dặm. Huynh nói bậy cái gì vậy? Đó chỉ là nơi trong truyền thuyết nói mà thôi.
hai người đàn ông trong nhà chúng ta, họ chính là sứ giả đưa huynh đến thiên đình. Huynh đến thiên đình để làm gì? Họ nói ký hiệu chữ vàng trên lưng của huynh là ký hiệu của yêu tà, còn huynh là linh hồn hạ giới của yêu tà, cho nên phải dẫn huynh đến chỗ của Ngọc Đế để xử trí. Cái gì? Huynh là yêu tà? Muội thấy họ mới là yêu tà. Hai người họ đều là người tốt, chắc họ cũng chỉ là bị lừa gạt thôi. Đến thiên đình rồi có lẽ sẽ có thể phân biệt rõ ràng. Linh Nhi, huynh quá ngây thơ rồi. Cái gì mà phân biệt rõ ràng? Nếu họ đã xem huynh là yêu tà rồi thì tại sao lại nghe huynh biện bạch chứ? Đến thiên đình rồi bọn họ nhất định sẽ lấy mạng của huynh. Điều này huynh cũng nghĩ tới rồi. Đây chính là lý do tại sao huynh lại không nói với mọi người trong nhà. Có lẽ thật sự giống như muội nói vậy, là do hai chúng ta có duyên không phận. Muội không cho huynh đời xa muội. Liên Hoa, muội tính làm gì? Muội phải giết chết bọn họ. Tại sao lại giết họ chứ? Muội tuyệt đối không để cho họ dẫn huynh đến thiên đình. Chẳng lẽ vì điều này thì muội giết người sao? Muội đã từng hứa với huynh không giết người nữa mà. Nhưng mà bây giờ... Nhưng mà Linh Nhi, là bọn họ muốn giết huynh. Cho dù huynh bị họ giết đi cũng không cho phép muội làm những chuyện này. Huynh... Với lại Thạch Cảm Đan kia đối xử với huynh rất tốt, chẳng lẽ muội không nhìn thấy sao? Muội muốn giết họ chính là làm sát vô tội. Muội mặc kệ. Muội yêu huynh, muội không cho bất kỳ người nào dẫn huynh đi. Muội... Được rồi, muội nghe lời huynh. Muội đã từng nói muội không để cho ai mang huynh đi đâu hết. Chỉ với chút tài giặt đó của cô mà dám phách lối trước mặt của tôi sao? Ca, huynh thấy rồi đó, Kiều Linh Nhi cuối cùng cũng lộ bản chất yêu tà của hắn rồi, dám phải người tới ám sát chúng ta. Là Linh Nhi kêu cô đến sao? Nói gì với cô ta nữa chứ, giết đi cho xong. Vãi! Ê da! Ca, huynh làm gì vậy? Thân là thiên thần, không hỏi rõ nguyên do thì đã giết người, vậy có khác gì với yêu tà chứ? Ê, nhưng tôi biết tình cảm của cô dành cho Linh Nhi. Lần này chúng tôi đến thiên đình chỉ là diện thánh chứng thực, Linh Nhi sẽ không gặp nguy hiểm, điều này tôi có thể bảo đảm. Tôi mặc kệ, tóm lại các người dẫn huynh ấy đi đâu cũng phải dẫn tôi đi đến đó. Không có bất kỳ người phàm nào có thể bước vào thánh địa của thiên đình. Vậy Linh Nhi không phải là người phàm sao? Cậu ấy thì khác. Trời ơi ca, huynh cũng kiên nhẫn thiệt à. Giải thích cho cô ta cái gì? Chúng ta mau chóng khởi hành trở về thiên đình, hoàn thành nhiệm vụ đi. Đừng có nôn nóng,
trời sáng rồi khởi hành. Cô tính tình lỗ mãng, hành sự cẩu thả, sau này sẽ gây ra đại họa. Không cần ngươi dạy đời ta. Đồ ngốc. Bỏ đi, kệ cô ta. Mau đi ngủ đi. Ngày mai khởi hành, về thiên đình. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Các ngươi giấu Linh Nhi đi đâu rồi? Hả? Cái gì? Không thấy Linh Nhi hả? Giả ngây giả ngô, bớt đóng tuồng đi. Cậu ấy đang ngủ ở trên giường đó. Ngươi đừng có ở đó nói dối. Ta mới vừa đi qua phòng của huynh ấy, không thấy ai hết. Cô cứ về xem thử đi. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Xin huynh đừng có giận muội nữa mà. Muội cũng là vì muốn tốt cho huynh thôi. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi. Linh Nhi ngoan, muội sẽ cứu huynh. Sao mọi người biết chuyện này vậy? Đừng có mang Linh Nhi đi mà. Đúng đó, đừng có mang Linh Nhi đi. Các vị hương thân, mọi người mau đứng lên đi. Lần này hai chúng tôi nhận lệnh của thiên đế, dẫn pháp thân của yêu nghiệp về thiên đình là tuân chỉ hành sự. Thiên lệnh khó cãi, nhưng mà tôi xin hứa nhất định sẽ dẫn Linh Nhi trở về. Xin đại thánh đại phát từ bi, xin đại thánh đại phát từ bi. Xin đại thánh đại phát từ bi. Chúng ta mà đi đi. Đúng rồi, đừng mang Linh Nhi đi mà. Mang Linh Nhi đi mà. Đừng mà. Ủa, Linh Nhi đâu rồi? Linh Nhi đâu rồi? Linh Nhi đâu rồi? Linh Nhi đâu rồi? Sao không thấy vậy? Linh Nhi, 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 Linh Nhi. Thật cảm đang, đúng là thật cảm đang. Hắn đã tìm được pháp thân rồi. Hả? Sao? Được rồi sao? Thật sao? Tốt quá. Tìm thấy rồi. Hắn sẽ lập tức trở về thiên đình. Các người mau đi chuẩn bị đi. Hắc bào hộ pháp. Dạ. Càng gần tới thời khắc này càng phải cẩn thận hơn. Tuyệt đối không được sơ suất. Người lập tức truyền khẩu dụ của ta đến tam giới. Tạm ngừng tất cả hành động cho đến khi nào Thạch Cảm đang dẫn pháp tân đến thiên đình. Dạ. Không may rồi. Hiện thánh, sao vậy? Thạch Cảm đang đã tìm được pháp thân của Ngọc Đế, đang trên đường dẫn về thiên đình. Hả? Bây giờ phải làm sao đây? Việc tới mức này đã không còn cách nào khác. Ta nhất định phải thoát khỏi Minh Giới đi tìm Cảm đang, nói cho nó biết sự thật. Như vậy mới có thể hy vọng. Lần trước ngài thử rồi, xung quanh Minh Giới đều bị nhược thủy bao vây, sao có thể ra được chứ? Việc tới nước này,
chỉ còn cách liều mạng thôi. Liều thế nào đây? Nếu trốn khỏi Minh Giới theo đường cũ thì không được. Trước mắt giữa địa phủ và dương gian chỉ có một thông đạo. Hả? Là thông đạo nào? Đường hầm luân hồi. Cái gì? Đường hầm luân hồi? Bây giờ Hắc Bào Bộ Pháp không ở Minh Giới, nhưng cơ hội này nhờ chúng thần hợp lực đưa tôi tới chỗ đường hầm luân hồi, rồi nhờ sức gió bay vào nhân gian. Đưa vào đường hầm luân hồi chẳng khác gì phải đầu thai. Vậy tu hành vạn kiếp của ngài sẽ bị mất trong tích tắc. Sự việc cấp bách, ngoài cách này không còn cách nào khác. Nếu Thạch Cảm đang đem pháp thân của Ngọc Đế tới thiên đình thì tất cả sẽ kết thúc. Hiện thánh phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như rơi vào nhân đạo, sinh lão bệnh tử tất cả có hết, không ai có thể cứu được đâu. Ta đã là thánh, sao phải sợ làm người phàm? Nếu pháp thân Ngọc Đế bị Khuê Căn hãm hại, vậy thì tam giới mãi mãi sẽ chìm trong bóng đêm. Tới lúc đó cho dù làm thần tiên cũng không vui sướng gì, vậy chi bằng chuyển thế làm người. Thôi được, tôi dốc hết sức giúp hiển thánh. Bắt đầu đi. Mọi người chuẩn bị. Tôi đóng cửa đường hầm. Tôi lên. Chỉ cần nhảy lên thì thoát ra được đường hầm. Những người nghĩ ra được phương pháp này đúng là đáng để khâm phục. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có thể đi qua cánh cửa này, chuyển thế thành người, sẽ không thể quay trở lại được. Mẹ thấy lo quá. Bà nghĩ nên làm sao bây giờ đây? Ráng lên. Ráng đi, ráng đi. Đau quá. Gì vậy? Ôi trời ơi. Ngươi là ai? Yêu quái. Sanh rồi. Trưởng giả. Dạ sanh rồi. Sanh ra cây ngọc như ý. Hả? Trời. Ý trời. Yêu quái. Chạy mau. Chạy mau. Mau chạy đi. Trưởng giả. Không nên hút quản. Đại thần. Đại thần. Cho chúng ta mạng. Tôi xin tha mạng. Xin tha cho chúng tôi. Trưởng giả. Mời ông đứng dậy. Đứng lên đi. Tại hạ khiến cho mọi người hốt hoảng. Tại hạ rất là áy náy. Gia đình hãy cho tại hạ xin lỗi nha. Dạ không sao. Hả? 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 Trời. Quá tốt rồi. Đẹp quá.
rồi. Trưởng giả, tôi là Hiển Thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn. Dương Tiễn. Ngài là Nhị Lang gia. Đúng vậy. Xin trưởng giả hãy xem tôi như con. Nếu như có chuyện, cứ gọi tên của tôi. Đại thần. Hả? Là ngươi à? Nhị Lang Dương Tiễn, thiên giới đại thánh, ngang nhiên có thể thoát khỏi cơ đầu thai, đúng là danh bất hư truyền. Nếu như ngươi cho rằng có thể dễ dàng thoát khỏi như vậy, như vậy rõ ràng ngươi đã đánh giá ta quá thấp rồi. Với pháp lực của ngươi, đừng nói là ta, cho dù là Ngọc Đế e rằng cũng phải chịu lép chí. Xem như ngươi hiểu chuyện. Ngươi vừa trốn khỏi minh giới là vì muốn đi tìm Thạch Cảm Đan sao? Muộn rồi. Có lẽ vào ngày mai hắn phải hướng dẫn pháp thân của Ngọc Đế trở về thiên đình. Đến lúc đó tất cả mọi chuyện xem như chấm hết. Ta không thắng chánh, ta mãi mãi vẫn tin câu đó. Ta không tà. Trong mắt của ta, Ngọc Đế mới là tà phái. Chánh tà không phải chỉ nói bằng miệng đâu, đều phải cho thấy rõ. Ngươi đã làm bất cứ chuyện gì là chánh hay tà, là đúng hay sai, trong lòng mọi người biết rõ, trong lòng bản thân mình càng rõ hơn. Ta chỉ biết rằng chánh tâm, chánh ý, chánh hành đó là chính. Đại thần cứ thử áp dụng tiêu chuẩn đơn giản này để đánh giá tất cả những gì ngươi đã làm. Đó là lời dối trá do Ngụy Quân Tử đưa ra. Xưa nay ta không tin thế nào là chánh tâm chánh ý. Con người đã đánh mất bản thân mình rồi, còn sống để làm gì? E rằng hàm ý của mấy chữ này không trừu tượng như chúng đại thần nghe nói đâu. Ta không ngờ Nhị Lang thần còn là gã đạo sĩ giả dối như vậy. Được rồi, ta không nói nhiều nữa. Tự ngươi sẽ đi theo ta về, hay là bắt ta phải ra tay? Người mau nói đi. Tuy khả năng của Dương Tiễn không tới, nhưng cũng phải làm thử xem sao. Đối với người, ta không muốn dùng câu tự lượng sức mình, nhưng ta không thể không nói. Người thật là cố chấp đó. Người đừng dư hơi, mau ra tay đi. Có lẽ người cho rằng ta là người tà ác nhất trên thế gian, đúng không? Hay là vậy, để ta kể chuyện cho ngươi nghe, không biết ngươi có thể kiên trì để nghe không? Tục ngữ nói, động khẩu bất thủ. Dù sao kể chuyện cũng hơn là sắp trận. Ta đang lắng tai nghe đây. Chắc là ngươi cũng biết rằng ta từng là một phần cơ thể của Ngọc Đế chứ gì. Chuyện đó ta đã biết rồi. Ngươi là cháu của Ngọc Đế, do đó ngươi và ta xem như có chút quan hệ huyết thống. Trước khi hơn ba vạn kiếp đầu tiên, là lúc Thiếu Hạo làm tiên đế, lúc đó miền Nam sống dưới sự thống trị của Loạn Thần, mang di miền Nam, những người ở đó càng hung dữ tàn bạo, không thể giao hòa. Thiếu Hạo vì thu phục miền Nam đã mời ta đến, kêu ta mang giáo hóa của thiên đình tới miền Nam, khiến họ thần phục. Bệ hạ, tiểu thần ứng triệu tới đây chẳng hay có sai khiến gì? Trẫm muốn phái thượng thần đến miền Nam truyền giáo hóa của thiên đình ta, chẳng hay thượng thần nghĩ sao về chuyện này? Bệ hạ, miền Nam do Loạn Thần khống chế, bọn người đó và chúng ta như lửa với nước vậy. Cho nên trẫm mới phái thượng thần đi phổ biến thiên đình ta khoan hậu đa lễ, xá kỷ vì nhân. Chỉ cần chúng ta có tinh thần đó thì nhất định có thể cảm hóa họ. Thượng thần mạnh bạo tỉ mỉ, pháp lực cao cường, trẫm mới giao giáo hóa trọng trách cho khanh đảm nhiệm. Khanh đừng bao giờ phụ lòng mong mỏi của trẫm.
ngày mai thần sẽ lên đường tới miền Nam. Trời ơi, lông gà đây. Ghé vô mua đi, mua đi. Kẹo hồ luôn. Gấm lụa tốt đây, ghé vô mua đi. Nè, tôi cho Huynh coi nè. Đó, Huynh nhìn coi, tôi vừa mới chặt ngón tay đó. Đại ca. Hả? Huynh nhìn xem, tôi cũng như Huynh đó. Trời ơi, đại ca, vậy thấy Huynh sung sướng chưa? Vậy Huynh thấy hài lòng chưa vậy? Trời ơi, ta nói cho Huynh biết nha, chỉ cần được ngủ chung với cô ấy, chặt ngón tay cũng thấy hài lòng nữa. Nào, Huynh coi, đó, chặt ngón tay cũng đáng. Chỉ ngủ chung một đêm mà phải chặt bỏ một ngón tay, Huynh nghĩ ai nấy cũng khen cô ấy xinh đẹp, cho nên tôi đi, Huynh nhìn coi. Cô ấy xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, đúng đó, rồi. Nhìn thử đi, trời đúng rồi, sau này lấy gì mưu sinh đây, thiệt thôi tình. Thôi khổ ghê luôn, đúng là đáng tiếc mà. Thôi đi 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 đi. Đi 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 đi. Tôi còn sớm hơn Huynh đó, nay tôi đã lạnh lại rồi, tôi cho là xứng đáng, tôi vẫn phải đi nữa. Vị khách quan này, đến mua chảo hả? Tôi cho Huynh hay, cô ấy đúng là nguyệt thẹn qua nhường đó, bắt tôi cục thêm một ngón tôi cũng cam lòng. Nè 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 nè, ban ngày ban mặt ngang nhiên lấy trộm à? Người lai mà nhiều chuyện quá vậy hả? Duyên thiên hạ quản. Ngươi giữ ta lại làm gì? Ngươi đã lấy trộm hậu bao của ta. Ta lấy trộm hậu bao của ai? Của cậu ấy. Nè. Thế nào, ngươi có nhìn thấy không? Hậu bao này là của ta đó. Khách quan, mời vào trong. Thức ăn của chúng tôi là thượng hạng nhất đó. Xin mời. Mời khách quan, xin mời vào. Xin mời vào tự nhiên. Ôi trời ơi, khách quan, khách quan. Mời vào trong, mời mời. Coi chừng thèm nhà nghe. Khách quan, ngài đến dùng bữa hay là ở trọ vậy? Dùng bữa. Ngài từ xa tới đây hả? Ừ. Tôi thấy ngài lạ mặt lắm à, nên ngài không biết Alu. Alu sao? Đúng vậy, chính là kẻ lấy trộm hầu bao vừa rồi đó. Hắn tên là Alu à? Đúng vậy. Một con người sáng sủa vậy sao đặt tên là Alu? Hắn là tên trộm nổi tiếng nhất trong thành này. Sống bằng nghề đó, ông nội hắn và cha hắn cũng vậy luôn, ăn trộm hết. Thế nào, như vậy là con nối nghiệp sao? Đúng vậy, nhà hắn đời đời ăn trộm, kể cả quan phủ cũng không thể làm gì được hắn. Còn lão bá tánh gặp hắn chấp nhận xui xẻo, bị trộm mà không dám lên tiếng, y như là người vừa rồi vậy. Sao lại có chuyện như vậy? Mình không lên tiếng, hắn chỉ lấy một lần thôi. Nếu mình mà lên tiếng hả, chọc giận hắn rồi, ngày nào hắn cũng lấy hết trơn á. Thành này không lớn, cho nên mọi người hầu như ngày nào cũng chạm mặt nhau, do đó bị mất trộm cũng mặc kệ. Trong thành chúng tôi rất nhiều chuyện lạ đời, có ba người nên tránh xa. Ba người nên tránh xa sao? Tên Alu vừa rồi thì ngài nhìn thấy rồi đó nghe, hắn là một trong ba người đó. Hai người còn lại là ai? Một người là A Tú làm kỹ nữ ở trong thành, người còn lại là ác bá A Đao tại thành Nam. Hai người đó có gì ghê gớm không? A Tú đó là người đàn bà xinh đẹp nhất ở trong thành á. Rất nhiều công tử nhà giàu đều muốn lấy ả làm vợ, nhưng mà ả lại từ chối hết, chỉ thích làm kỹ nữ thôi. Thứ người như vậy quả thật là hiếm thấy. Chỉ có vậy thôi cũng đành đi. Mỗi khi ả ngủ với đàn ông xong ha, ả không có lấy ngân lượng, chỉ đòi chặt một ngón tay của người đó thôi à. Vậy à? Cái giá trả đắt dễ sợ. Chẳng lẽ là như vậy cũng có người đi tìm ả hay sao chứ? Tất nhiên rồi, nhiều vô số kể. Cô A Tú đó xinh đẹp như tiên vậy, có rất nhiều kẻ háo sắc thà chấp nhận mất ngón tay cũng cam lòng đi nếm thử mùi vị của gái đó sao. Do đó khách quan, ngài đi ngoài đường thấy nhiều người bị cục ngón tay, cho nên ngài đừng có lấy làm lạ nghe. Thảo nào ta đi ngoài đường thấy nhiều người bị cục ngón tay như vậy. Có người cục một ngón, có người cục hai ngón. Chuyện đó dễ hiểu, người nào cục hai ngón khẳng định là ngủ hai lần rồi. Nè, cậu nói người thứ ba nên tránh xa là ai? Là A Đao tại thành Nam. A Đao đó là người như thế nào? Hắn cao tới 1.2 trượng, vai rộng to tròn, chuyên ăn hiếp kẻ yếu, hiếp đáp người dân trong làng. Người trong thành sợ tới nỗi không ai dám nhắc tới. Trời, tôi mãi lo nói chuyện với ngài, tôi vô mang thức ăn cho ngài nghe.
làm phiền cậu rồi. Thôi được rồi, mời khách quan vào trong. Chúng tôi là giáo ty của Loạn Thần. Ta biết rồi. Ngươi do Thiên Đình bị mắt phái đến sao? Đúng vậy. Tại sao ngươi lại đến chỗ của chúng tôi? Vì ta muốn ở đây truyền bá giáo hóa của Thiên Đế, khoan hậu đối nhân, lễ phép đi đầu, xá kỷ vì nhân, giúp chỗ này không bao lâu sau trong tương lai sẽ quy phục dương quả của Thiên Đình. Ngươi vừa nói gì? Ngươi bạo gan lắm. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ta đã phạm tội gì? Tại sao phải chết? Ngươi, ngươi đi theo chúng tôi một chuyến. Là đi đâu vậy? Đi gặp đại giáo ty của chúng tôi. Ừ. Các ngươi không nên làm cho bầu không khí thêm căng thẳng như vậy. Thật ra giữa miền Nam và Thiên Đình miền Bắc có sự khác biệt về giáo hóa, dù sao cũng cùng tông, không nên vừa gặp nhau giống như kẻ thù. Người đến miền Nam tuyên truyền giáo hóa cũng không phải là không được. Ê, đại giáo ty, ngài các ngươi không được phép lên tiếng. Chẳng qua ta có một điều kiện. Là điều kiện gì? Từ lâu đã nghe nói giáo hóa Thiên Đình miền Bắc các ngươi tôn trọng quy dung lễ phép, xá kỷ vì nhân. Ta cũng muốn xem các ngươi có năng lực lớn tới cỡ nào. Trong thành chúng tôi có ba chuyện khó xử, ắt hẳn ngươi đã nghe kể rồi. Đúng vậy, ta nghe kể rồi. Ta muốn ngươi giáo hóa bọn họ, biến ba người đó trở thành người tốt. Nếu ngươi làm được, ta lập tức đưa ngươi diện kiến Nam Phương Thần Dương và cả miền Nam quy thuận Thiên Đình. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, chuyện đó không thể nào đâu. Đó là chuyện của ngươi. Ta cho ngươi 3 ngày. Nếu như đến thời hạn họ thật sự cải tà quy chánh, A Tú không bán dâm nữa, A Lưu không trộm cắp nữa, A Đào không xưng bá nữa, chuyện này xem như xong. 3 ngày sau, nếu ngươi không làm được, ngươi phải đi khỏi đây. Ta đã hiểu rồi. Đại giáo ty muốn ta biết khó mà rút lui chứ gì. Được rồi, hứa với nhau 3 ngày. Đại giáo ty, đây đúng là cách hay nhất trên đời đó. Chơi vui không? Hả? Ngươi là ai? Ngươi là người hay ma? Ngươi là người hay ma? Ta, tất nhiên ta là người rồi. Không, ngươi không phải là người. Vậy ta là gì chứ? Cũng không phải là ma. Ngươi không là gì hết. Ngươi có biết tại sao không? Nói ngươi là người, nhưng ngươi không chịu làm người tử tế. Do đó ta không thể nói ngươi là người. Nói ngươi là ma, nhưng ngươi thật sự đang sinh sống trên thế gian này. Do đó, kể cả ta cũng không biết rốt cuộc ngươi là thứ gì nữa. Ngươi đừng dọa ta nha.
rốt cuộc ngươi là ai vậy? Ta là ai không còn quan trọng. Hôm nay ta đến đây là vì muốn cho ngươi biết một điều. Thứ mà dở người dở ma như ngươi vậy, nếu đài xuống địa ngục sẽ như thế nào? Ông nội, cha. Không tệ, ngươi còn nhớ ông nội và cha ngươi. Ngươi có biết tại sao lại như vậy không? Tại vì họ không phải là người, cũng không phải là ma. Vì họ lấy trộm tiền bạc người ta tội ác tại trời. Vì họ chịu sự độc hại của loạn hành, ăn trộm mãi mãi cũng là ăn trộm. Tất cả những chuyện đó là sai. Lẽ ra họ có thể sửa đổi. Họ không cần phải chịu đựng đau khổ như vậy. Nhưng họ không sửa. Họ không muốn sửa, chờ đến lúc họ ngộ ra. Nhưng đã muộn rồi. Và kiếp sau họ chỉ có thể đầu thai lên làm súc vật. A Lưu à, đây là hậu quả sau này của ngươi đó. Tôi van xin ngài, hãy cứu tôi với. Tôi van xin ngài, tôi nên làm thế nào đây? Muốn cứu bản thân, nhờ người ta chẳng được gì, phải cậy vào bản thân mình. Xin ngài chỉ cho tôi cách tự cứu mình. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục lấy trộm, như vậy ta có thể nói với người ta không đủ khả năng. Xin ngài hãy yên tâm đi, tôi tuyệt đối không tái phạm. Được rồi, nếu như ngươi muốn vượt qua sanh tử, bái ta làm sư phụ thì theo ta tu hành. Sư phụ tại thượng, A Lưu nguyện theo sư phụ tu hành. Tốt, ngày mai mang những gì lấy trộm được trả hết cho khổ chủ, sau đó đứng trước đám đông tuyên bố sẽ không lấy trộm nữa. Trước đám đông tự chặt cánh tay mà ngươi lấy trộm gây ác bấy lâu nay, lấy máu rửa sạch tội ác của người, làm lại cuộc đời. Dạ. Các vị, A Lưu bao đời trộm cắp, bao năm qua gây nhiều tội ác, nhưng vẫn cố chấp làm điều. Hôm qua được ân sư Khuê Can chỉ dẫn, cho nên đã tỉnh ngộ. Bắt đầu từ nay, A Lưu không trộm cắp nữa. Hắn làm gì vậy? Cầm đá làm gì vậy? Trời ơi, chuyện gì vậy chứ? Cầm dao làm gì? Trời ơi, chị Khuê Can này là ai vậy? Ngàn nhiên khiến A Lưu chặt tay bỏ nghề, đúng là quá tài giỏi đó nghe. Nghe nói là thần chỉ từ miền Bắc đến đó. Đúng rồi, tôi thấy đúng là như vậy đó. Không hẳn đâu, nghe nói người đến từ thiên đình miền Bắc đều là người hiền lành. Nếu theo giáo hóa của họ, không chỉ kiếp này hạnh phúc, kiếp sau còn tốt hơn nữa đó. Đúng vậy. Đúng rồi. Sư phụ, qua đây. Đi kêu A Đào tới đây cho ta. Trời ơi, chính rồi hả? Hay quá. Đúng rồi, quá lại được kìa, thần kỳ quá. Phép lạ. Hay quá vậy. Đúng là khó tin. Trời ơi, lành lại rồi. Các vị, đây là một bàn tay mới, là cuộc sống mới của A Lưu. Thật là kỳ lạ. Hay quá. Đúng là thần đó. Tự nhiên tay mọc trở lại, hay quá. Tránh ra coi. Sư phụ, hắn chính là A Đào. Ngươi là Khuê Can hả? Trời, sao lại đánh người vậy? Tên này hãng lắm. Tại sao lại đánh người ta? Ai cho phép người đến chỗ của ta lôi kéo dân chúng vậy? Ta không lôi kéo ai hết. Ta chỉ nói chuyện đạo lý thôi. Đạo lý gì đây? Bất cứ kẻ nào chỉ cần phục tùng giáo hóa, lấy lòng thiện khoan hậu đi đầu, đều có thể trở thành người tốt. Vậy tốt thôi. Ta đây nè,
tất nhiên ngươi cũng làm được. Hắn nói ta là người tốt, mọi người nghe thấy chưa? Ôi trời, sao lại đánh người ta vậy? Ngươi đừng có đánh nữa, con đánh ta đi. Qua đây, chẳng phải ngươi nói ta phục tùng giáo hóa sẽ biến ta thành người tốt sao? Được rồi, biến đi, biến đi. Thời gian chưa đến thôi. Gì mà thời gian chưa đến chứ? Ta nghĩ ngươi chán sống thì đúng hơn. Ta hỏi ngươi, giáo hóa của miền Bắc có gì tốt? Khoan hậu lễ phép, xá kỷ vì nhân. Được rồi, vậy ngươi hãy xá ngươi vì ta đi. Ta cần cặp mắt của ngươi. Ngươi có thể cho ta không? Hả? Ừ, thế nào, có được không? Biết điều thì lập tức xéo khỏi đây cho ta. Nếu không ta lấy mạng ngươi đó. À, có thật không? Trời ơi, sư phụ. Trời ơi, ghê quá. Ghê quá, cái gì vậy? Ghê quá. Trời ơi, sao ghê quá. Hả? Trời ơi, trời ơi, đừng có nhìn. Ghê quá. Ghê quá. Đừng nhìn, đừng nhìn. Ghê quá. Cũng khiếp quá. Thế nào, ngươi sợ à? Đây không phải là thứ mà ngươi cần sao? Một con có đủ không vậy? Nếu như ngươi cần thêm, ta có thể móc con mắt còn lại cho ngươi luôn. Ngươi nói đi. Thật ra thì ngươi không muốn lấy con mắt của ta đâu. Chẳng qua ngươi muốn thể hiện can đảm và oai phong. Nhưng ngươi phải luôn nhớ rằng sự oai phong đó của ngươi không có đáng tiền. Tại vì ngươi không nhờ tâm để phục người, mà chỉ nhờ vào cú đấm của người, tay sai của người. Đó không phải là oai phong thật sự. Kể cả thứ ngươi cần cũng không dám nhận sao? Như vậy thấy rõ ngươi không có lòng can đảm thật sự rồi. Trời ơi, ghê quá. Mời cha mẹ dùng cơm. Ê, tìm ai vậy? Người là ai hả? Lão gia, ngươi đừng giết họ. Cha mẹ chạy đi. Đừng giết con ta mà. Đừng mà.
À. Nếu ngươi còn làm vậy hung tàn bá đạo, hiếp đáp dân lành, tình cảnh trong mơ đó sẽ trở thành hiện thực đó. Biết lỗi mà sửa, nay vẫn còn kịp. Ta vẫn nói câu đó, phục tùng giáo hóa, khoan hậu đối nhân, ngươi sẽ trở thành người tốt. Sư phụ, đệ tử ngu đần vô tri, hôm nay mới hiểu được thâm ý của sư phụ. Đệ tử nguyện bái thầy làm sư phụ. Cô có thể xem ta như một luồng khói nhẹ, bay vào đây để trò chuyện với cô, xem như giải sầu. Như vậy là được rồi. Chàng chính là Khinh Y. Mỗi khi cô tiếp khách xong đều làm như vậy sao? Đúng vậy. Có thể cho ta hỏi tại sao phải làm vậy? Tại tôi cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao tuyệt vọng? Nhan sắc xinh đẹp, tại sao lại khát máu như vậy chứ? Chỉ có máu và tiếng gào thét của đàn ông mới mang lại sự phấn khởi, mới khiến tôi tìm được khoái cảm. Năm cô 11 tuổi, từng có một giáo ty của loạn thần bói cho cô một quẻ. Hắn cho cô biết thể xác của cô là thánh thể, không có người đàn ông nào đáp ứng đủ cho cô. Cô nhất định phải lấy quốc vương. Có đúng không? Tại sao chàng lại biết? Ta biết hết, ta biết tất cả mọi chuyện. Lẽ ra cô phải lấy quốc vương, nhưng vì cô không chấp nhận nên đã tìm một người cô không quen biết dâng thể xác cho hắn. Quốc vương đã nổi giận, lẽ ra đòi giật lại cô, nhưng cô lại chủ động đến kỷ viện. Cô có thật sự muốn làm kỹ nữ không? Tôi phải tìm được người đàn ông khiến tôi run rẩy. Cho dù là chết vì hắn, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà tay tế sư đó nói đúng. Xưa nay tôi chưa từng gặp người đàn ông như vậy. Do đó, mỗi khi tiếp khách xong thì cô càng cảm thấy tuyệt vọng, đúng không? Vậy tại sao cô lại cắt ngón tay của đàn ông? Có một hôm đột nhiên tôi phát hiện máu có thể mang lại sự hấp dẫn cho tôi. Bắt đầu từ đó, chỉ cần là người đàn ông lên giường với tôi đều phải cắt ngón tay của họ. Mãi cho đến khi cho tôi gặp được người đàn ông khiến tôi run rẩy. Ta hiểu rồi.
chàng có ở đây không? Còn cho dù bây giờ thiếp có chết, thiếp cũng cam lòng. Thiếp biết chắc chàng không phải là người phàm, chàng là một vị thần tiên, đúng không? Trong lòng cô còn sợ hãi không? Thiếp nghĩ trong lòng của thiếp cũng đang vững như chàng vậy. Có còn muốn tiếp tục ở đây làm kỹ nữ hay không vậy? Chàng đi tới đâu, thiếp theo tới đó. Thiếp thề không cho phép bất kỳ người đàn ông nào chạm vào người thiếp. Nếu không, thiếp chết. Thời hạn 3 ngày đã đến, ngài kêu tôi làm tôi đã làm được rồi. A Lưu không trộm cắp nữa, A Đao giải tán bọn ác ôn, A Tú đã chấp nhận hoàn lương. Những gì ngài hứa cũng phải làm được. Khuê Can Bảo Gan hỗn láo, thế nào là thời hạn 2 ngày? Ngươi vào trong thành yêu ngôn hoặc chúng, sử dụng dâm pháp, đây là tội không thể tha. Ta sẽ bẩm báo với thần Dương. Thứ yêu nhân như ngươi phải xử theo cực hình mới có thể làm lời răng. Người đâu, bắt lấy Khuê Can cho ta. Dạ. Ta hiểu rồi, đây là quỷ kế của người, ta phải diện kiến thần Dương. Ngày mai phải chấp hành quả hình rồi, người sẽ không gặp được bất kỳ ai nữa đâu. Dạ. Dạ. Nên làm gì bây giờ? Tôi dẫn người xông vào phủ cứu sư phụ ra. Huynh quên sư phụ dạy dỗ huynh thế nào sao? Người có pháp lực cao, theo lý mà nói người có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đó được. Nhưng người không làm vậy, có lý nào chấp nhận cho huynh chém giết tàn sát? Vậy phải làm cái gì bây giờ đây? Tôi đi tìm đại giáo ti, bắt hắn thả người. Giải vô đây. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện gì? Nàng cứ nói. Các người lui xuống đi. Dạ. Chỉ có hai chúng ta thôi, nói đi. Ngay trong đêm nay, tôi ở với ông.